Đây, tại ngày qua có nói chị là để ghé ôm đồ nhỏ cho máy ấm, cho thuốc đồ nhỏ cho nó hết bệnh. Chị lấy mâm chị ơi, để lấy mâm. Giữ giữ đi chị. Chị là đi tới á, không nhiều thì ít à, phải có chút xíu gì đó cho mấy đứa nhỏ nó vui, nó như đứa con nít rồi á, cô chú cô vừa tới có bánh quà gì nó vui lắm. Ăn đi hồi chích thuốc nè. Ai 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 hiếp em à. Chúng thì cũng là nó xếp vô cái hàng xuất sinh, bởi thành ra nó có những cái bạo lực mà con người mình ở đây mình còn có bạo lực cái người cũng gì mà tụi nó con người mà coi như là hung dữ thất thường này kia bình thường, hại nhau rồi cũng là bình thường, tụi nó làm vậy thôi chứ nó cũng không có gọi là ân quán để mà con người mình còn dữ hơn nữa, con người khắc cốt ghi tâm nó dù ân quán dữ lắm. Nào hại cho chết thì thôi á, người mình ghê lắm. Bởi thành ra mà tại sao mà có một số người cũng như máy ấm để chọn chơi với tụi nó là vậy. Con người nó lợi quá. Con người xuống đầu là con người em ảnh hẳn với con người rồi. Không kia kìa, thằng này nè, đâu rồi, thằng này nó ốm á, thằng kia kìa, rửa xong chết thuốc nha. Đây.
thì mong rằng những cái liều thuốc của máy ấm sẽ một hai ngày gì đó thì cho mấy bé khỏi bệnh, rồi sẽ chích ngừa mấy bé, sẽ đưa dùng cái trạng thái khỏe mạnh. Thì con của mấy bé thì của cô thì phải ở chung, mấy bệnh phổi thì ở chung là nó lây nhiễm. Ờ bác con này qua cho em nó ấy cạo lông em nó cho sạch sẽ. Ông ơi. Ờ đưa em này qua cho Khải. Ông cù. À này nè. Này nó yếu rồi. Chế cái chai vô chị, nó uống. Uống à. Rồi để em lấy sắc máu đưa vô thì giật cái nú ra em coi coi. Nó sáng tác rồi ta. Nú là cái này nè. Đây nè. À, này là nú rồi. Nhợt có không? Nó không được hồng phải không? Rồi được rồi, giờ là đây ơi. Giúp anh mấy ống sắc máu. Rồi đây dùng sức để cho mấy bé ăn uống rồi. À tụi nó khoái ăn hạt hả chị? Ở nhà chồng mua hạt về cho ăn không ạ? À ai mua? Chồng lúc chồng còn sống chồng mua. À ổng mua hạt cho nó ăn không? Hàng dây hàng dây cơm nó không thích. Dạ. Hàng dây cơm nó thích. Lúc sau này em không có tiền em mới cho ăn cơm rồi ra cho nó mối hết. Chứ chồng mua hạt. Mong cô chú thương mấy bé để hỗ trợ vài bịch hạt cho mấy bé để mấy bé sống qua ngày. À 2 4 5. Hồi ra giúp anh 3 ống nữa, anh 8 ống. Đúng rồi. Thôi để anh lấy cho. Ông kia cánh lộn đuôi mắt rồi. Sao? Đuôi mắt rồi. Sao hả? Đó, nhắm mắt rồi. À. Không sao. Cánh lộn. Còn thằng này quậy nè, 79 lên hết chừng rồi. À thằng nào à, thằng này hả? Dạ, thằng này nó leo ghê lắm. Dạ. Lên hết chưa gửi. Trước khi dọn nhà trọ bớt đi lên chưa gửi xong rồi bà biết cho dọn. Thằng này nè, bể tôi kiếm. Quá rồi. Nó vậy có mắc cái gì vậy? Cái loại hay gì vậy? Đi đây. Dạ, bà nè. Cố ổng vậy rồi sao bỏ ổng đi. Vô vô bẻ bẻ ổng cho bé uống giùm anh ơi. Khải đâu rồi? Kêu qua đây ơi. Bẻ ổng sống máu rồi đưa chị kêu chị bên miệng ra cho nó uống đi. Bẻ một đầu, bẻ một đầu, bẻ đầu kia.
Đủ lắm. Nha, tao nói miệng cho tám con quay vô để em lấy thuốc. Em đang uống thuốc á. Vậy đó. Khỏe không khỏe thì nó uống vô nó tan miệng ra. Che mắt lại. Nhớ lấy em. Rồi không? Thôi được rồi. Cái này bỏ vô chén cho em ông chân cái một à. Ra nhà cho uống thuốc vậy. À. Nè bỏ vô đây nè anh bỏ vô đây đi. À đúng rồi. Em mập vô cái một rồi. Rồi được không? Được. Ừ. Rồi ráng. Ừ. Rồi vậy cũng được rồi. Rồi đi đây. Thầy cho mình xuống nước. Đúng rồi nha ơi. Bởi cái tôi kiếm tình đến chiều hai rồi. Thấy mày quậy không? Bác không cho dọn nhà, bác kia làm cái con kiến đi rồi bác cho dọn nhà. Nó chịu hai vậy đó. Em nha. Thôi đi. Rồi. Rồi bấm vô cái này tự nhiên cái nó ngưng ngưng đi em tắt bấm lại ha. À, hai video rồi cái dài quá anh cũng gửi có được không sáu mét mấy được bảy mét